mình chào các bạn ha. Nay mình dùng đồ bánh xèo ăn nha các bạn. Này là cái thao bột nãy mình sơ chế chế biến sẵn hết rồi nè. Với cái này là đu đủ. Đu đủ mình xào sơ. Cái này củ sắn với thịt đồ mình sơ chế mình chế biến sẵn hết nè. Đây bánh khọt nè, qua đây. Với cái này là cái món thứ hai, món bánh khọt nữa nè. Để một mâm bánh sọt, đây mâm bánh xèo. Bánh xèo này là cái đầu tiên mình đổ thử nè. Cái này như hành nó hơi ít hả mẹ? Hả? Hành thấy hơi ít. Quá, tại mình múc nãy mình không múc vô á. Thì thấy múc ra cái bánh xèo này nó ít hành quá nè. Ừ, hơi ít hành chút. Cái đầu tiên cái đậu thử đây coi bột dày mỏng hay sao. Này cái bánh xèo thử đầu tiên chín hả bà? Cái da nhìn giòn giụm luôn à. Cái nhân này mình xào chín sẵn hết rồi, nên giờ bánh xèo chín mình chỉ bỏ nhân vô nữa là xong thôi. Này để ba góc ba bên nhìn cũng đẹp. Vô. Cái để hay gì? Dạ. Để nhân ta ấy vô luôn hả? Củ sắn luôn hả? Thấy không? Củ sắn xào sẵn chín rồi mới để vô luôn. Ừ, hay là để riêng. Ở ngoài gói gì cho dạ. Ngon. Gói ngoài vậy đó cho nó đẹp. Nhưng mà đây mà nóng thì ghê trời. Để mở cửa nhỏ thôi. Không có chảo chống dính thì nó mau á. Mau nóng hơn hay sao? Cái mâm nào đó cho đừng riêng ra, đổ nhỏ lại tí Mỹ ơi. Nãy mẹ kêu mỗi nước. Không, tại cái đầu á, cái đầu thấy nó vậy đó. Vậy đi, mấy cái sau là ngon lại à. Áo ai loại của chân. Bánh chân hả? Chua hả? Có luôn mà nó không có nước. Mẹ phải đi, nước nước quá. Chạy ngang nè, đầu phải chạy ngang. Cái gì ấy đi, là cái đằng em còn bọc, đằng kia là mua rồi chị. Này nguyên một cái bài cái chỗ là bánh xèo bánh khọt mà nữa các bạn. Nóng ăn này mát quá. Ừ, giữa trưa nắng ăn hủ sữa chua mát. Vậy ăn hồi xách lại hai ba hủ đi. Ở trên tủ lạnh ba còn phải không? Còn hai ba ngoài ra đi. Còn nhóc đã đổ tới mấy chục hủ rồi mà. Ừ, ngồi hả, đem đợi khác nữa. Thank you.
Ngon không? Quá. Này cái mẻ đầu tiên mình đổ rồi mình ăn thử cái vừa miệng thôi các bạn. Có tôm nè, này nãy mình mua tôm xuống nhỏ. Nhỏ mình cắt ra mình bỏ vô đây. Tôm ở trong đây nhìn cũng không thấy ha. Đây nè. Bít. Tại vì em chế vô nó chìm ở dưới. Mà để gì nó ngon hơn nè, chứ để con tôm trên nhìn thấy nó đẹp thôi chứ nó không ngon. Nó không có ngon, nó không có ngon. Đấy, dạ. Thiếu đường. Thiếu đường đó hả? Ừ. Cho thêm miếng đường nữa mới ngon. Không ai diễn được, để hồi mình chấm nước mắm nó vừa nè. Có hơi hơi ấy được thiệt. Ăn được nữa. Nguyên một thao bột này, cái này nhiều lắm các bạn. Đổ cái này khoảng ra 40-50 cái bánh xèo á. Thấy gì mà nhưng thờ bé béo cũng đâu có nhiêu đâu. Cho nó ngon nó béo chứ khô queo sao được. Quá dầu hả? Dạ. Dầu nhiều mà mẹ phải để dò. Rồi thấu rồi đó, khét luôn rồi kìa. Ôi, nó đổ khét luôn rồi. Gì ngon nè. Dính liền chưa? Bởi mùa chảo dính đổ xèo ngon thiệt. Nhanh nữa. Sau đó chú quê chảo cũng dính đổ không được trơn à mày, kẹp. Tóc trong ba thê đó. Dởm cái gì á? Cái lôi dởm cái loại đó mình chùi mấy lần là nó trong dịu á. Không cái đổ nó không có ấy gì trơn. Tại nó để dầu nhiều. Cái mẹ chồng có đổ bị gì đâu. Mẹ chồng có đổ chồng dính không. Này giấc này cái bánh bột nó vàng ngon quá à. Ừ. Nó bỏ sôi lên cái mà nó xèo á. Mà tôi ơi, xèo quá đây đó. Hả? Này kết quả của mấy tiếng đồng hồ nữa các bạn. Nhìn mấy cái bánh xèo vàng mà nhìn nó ngon ghê ha. Còn bên đây dĩa bánh khọt. Bánh khọt thì mình có để nhân tôm trên giữa nè. Nhìn cũng bắt mắt lắm. Ở đây dĩa rau ăn kèm này có dưa leo với xà lách với... Đơn giản vậy thôi. Cá ngon cá hả? Có gì không ngon hơn? Mời bạn nha. Nè sai lầm thì có bánh chát nè. Chứ không tha thứ cho ăn cứng ngắt. Có gì bánh chát. Cứng mỏi gầy gai đúng không? Lắm được ngọt. Thôi cứ không. Còn bánh xíu dài. Đến mình nó làm á. Làm cái gì mà ăn cái này nó có nước đu đủ hay sao đó. Không phải đu đủ. Có nó rảnh nước không? Xong rồi ăn có rau không có bị gì đâu. Đó mình chấm nước nó xịt ra đó. Con chấm có một chút trên này mà. Con sắn này nó có nước thiệt. Củ sắn. Có nước mà cãi không à. Chấm này ăn là có nước nè. Có cái nước. Củ sắn với đu đủ nào nước. Sắn ngọt quá. Ngọt tự nhiên. Ngon. Ừ. Anh cuốn rau đi anh ơi. Ủa không có rau hả? Có. Có rau hả? Có mấy miếng rau mà. Tóc cái gì đâu vậy? Cắn nó chảy nước quá bà. Tự làm cái ngon, ta cho mình ăn thôi. Tự làm cái ngon. Không dám nước mắm à? Ngon, bánh khọt ăn ngon đẹp mà ăn ngon. Vừa hả? Mấy bữa trước nằm mơ thấy ăn bánh thèm bánh xèo mà đi quán ăn lắm xẹt. Nó không trúng không ngoại cho. Ừ, quên nó. Cháu lầm đó có đạo nữa bà. Cháu lầm đó. Không phải đâu, cháu lầm đó. Ông theo tóc nhà kia á. Tóc nhà kia. Ông đã á. Không phải sao quê. Còn nhóc đó chạy. Không. Mốt khác. Mới bà hôm nay. Nó đổ ăn hoài.
Ừ. Hôm bữa như có đổ dẹo phải không? Sao nó khoái ăn lắm. Chào em đó. Cái đồng lên anh. Nó ăn mấy này đó, ăn hoài luôn á. Đổ mình bán chỗ này không được rồi. Cái đổ nó bán thì chịu nha. Chủ yếu là bột thôi. Thôi mình xin kết thúc clip đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau.